Hello, xin chào tất cả anh em lại quay trở lại với channel của mình. Hôm nay là sau bản cập nhật thì chúng ta được sử dụng một nhân vật Hunter mới có tên là No 26. Chúng ta có thể đọc là Number 26 đấy. Mình vừa mới chơi thử trong chế độ đánh với boss thì bá đạo quá các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ trình bày lối chơi cho các bạn cùng xem. Trước mắt thì cứ lên nhánh 12 và nhánh 6 đi, rào cửa sổ và nhánh mắt đỏ. Thực ra thì con này cũng không cần phải lên rào cửa sổ đâu các bạn. Các bạn chẳng cần rào cửa sổ để làm gì. Nổ bom với lại đánh tụi nó không là đủ chết rồi, không kịp nhảy cửa sổ nữa cơ. Trời ơi, đây chúng ta có một cái đồng hồ để chỉnh thời gian 2, 5, 10, 15, 20 cho đến 40 giây tùy theo chúng ta lựa chọn. Đây có mỹ nhân này. Ném bom. Cái con này nó không biết mình đang ở lại gần. Cứ một bom nổ như thế chúng ta sẽ hạ bọn survival được 0,25 máu. Quá là xuất sắc luôn. Ok, mình sẽ đổi hướng. Ê, có đào vàng này. Mình đang chỉnh thời gian là 20 giây. Và các bạn chơi thì phải cẩn thận nhá. Nhiều khi xoay màn hình, xoay cam thì bấm nhầm vào cái đồng hồ thì rất là khó khăn. Đây, bom ra rất là nhiều, ra rất là liên tục luôn. Đấy, chạy như vịt luôn, lùa vịt. Trời ơi. Con này mà được thả trong ranh thì nó thật các bạn luôn ác mộng của survival luôn á. Làm sao mà được khắc chế được nó vậy ta. Ok, tốc độ di chuyển nhanh. Đập ván, mình lên nhánh ván thì cũng nhanh. Khá là ổn. Làm sao mà chạy được bom. Bom ra liên tục luôn. Úi dồi ôi. Trời ơi. Cái skill thứ hai các bạn thấy là quả bom mà có cái sóng giống như wifi á. Thì các bạn đặt bom theo hướng đi theo các bạn thích. Và các bạn sẽ kích nổ nó nhá. Nếu như các bạn không kích nổ thì tự nó sẽ kích nổ thôi. Cầm ghế khá là sướng luôn. Đây chúng ta sẽ ném quả bom đây. Đứa nào tới là mình cho nổ bom luôn. Hay da. Có ai tới cứu không? Nó khá là giống con chim cánh cụt đúng không? Easy luôn. À có thằng kim chi này. Trời ơi, nổ banh xác luôn, đùa đâu. Ai da, đau. Đấy các bạn cứ chỉnh thời gian các bạn muốn. Theo như mình nghĩ khi mà truy đuổi thì 2 giây là vừa rồi. Làm sao bạn có thể thoát được khỏi tay của mình đây. Trời ơi, bom cứ nổ. Trời ơi, cười ỉa luôn á. Các bạn mua Hunter này đi. Sang tuần thứ 5 tuần sau nữa chúng ta được mang nó vào rank rồi. Tỷ lệ thắng khá là cao luôn. Có tiền đạo này. Ui da. Nó tông mình. Ây da, đau. Đau vãi luôn. Mày sẽ phải trả ra đắt. Trời ơi. Những quả bom này chỉ tính 0,25 máu thôi. Tương đương với một cái hàng rào của thằng Mad Eye nó đâm chúng ta đấy. Tiền chi chạy đi đâu. Chạy hộ cái. Đấy, tiền đạo đang đứng muốn đâm mình. Né bớt. Đấy, sang đây vụt nó được không? Ơi, không vụt được. Chưa gì là mình đã thấy là 4 survival của chúng ta là kiệt quệ hết năng lượng. Kìa. Thanh niên đang đứng manh động. Ném bom chạy đằng trời. Trời ơi, má ơi. Chơi thích dã man luôn, các bạn nên mua đi. Thề luôn. Trời. Mình cũng mua bộ trang phục B của con này rồi. Tí nữa trận này hết nhanh thì mình sẽ cố gắng làm thêm một clip nữa. Ê, mình nổ bom này. Kích hoạt bom wifi lên. Đấy. Cứ tạm thời gọi là bom wifi đi ha. Chạy hộ gái, không có nhánh 6 giờ. Anh em cứ thấy cái bạch ấy. Ném 5 châm. Mình vừa thả đúng lúc luôn. Những quả bom này chúng ta có thể điều hướng theo ý mình thích, xa hay gần. Và có một điều là nó không thể ném xuyên những cái tòa nhà được. Ném ở rìa ngoài thôi.
Khá là ghê, thằng này ném né hay phết, đùa đâu. Thôi mệt quá. Thanh niên vẫn vẫn đứng đấy. Cho lên ghế lần thứ hai. Việc nhẹ lương cao, chết luôn. Ê, thằng đào vàng nó bị lát hay sao này? Chết nha bạn. Có vẻ mỹ nhân đang đứng gần mình. Nãy thấy sọ số 4 nhảy lên số 5 rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đặt thêm một cục bom wifi ở đây nữa. Bom này phải có sự hỗ trợ của mình thì mới kích hoạt được. Trong khoảng thời gian các bạn thấy nó đang lùi dần đấy. Hết thời gian đó thì nó sẽ tự nổ nhá. Đây 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 đây, thanh niên tới. Chết rồi, chưa tỉnh bom. Ai da, núp sọ mình kìa. Mình nổ bom wifi. Trời ơi, đùa nhau. Cứu kiểu gì vậy? Easy game là đây chứ đâu. Còn tiền đạo nữa, tiền đạo nữa. Tiền đạo đâu nhỉ? À đây đây đây, tiền đạo đây. Ui, gõ nhầm vào mỹ nhân rồi. Sạc. Con mỹ nhân này tích sọ ghê gớm thật á. Ok. Chạy đằng trời. Bom mình ném lung tung phèo lên. Nhưng mà nói chung là phải ném về hướng đi của nó nhá. Và các bạn canh làm sao phải chuẩn. Chứ lên rank cao mình chắc mình nghĩ là cao thủ họ cũng sẽ có cách né những quả bom này khá là hay. Ok. Goodbye em yêu. Còn thằng tiền đạo nữa. Nãy vừa thấy nó chạy vào đây này, nhưng mà không nhớ hướng của nó thôi. Thanh niên đi đâu rồi nhỉ? Sáng nay là mình vừa mới đi diễn một vở kịch chủ đề sống ảo về. Cái clip mà các bạn đã được xem ở vùng mình Úc vào tuần trước ấy. Thực ra thì chuẩn bị lâu rồi mà đến bây giờ mới diễn được. Quá trời người cười luôn. Nhất là cái cảnh mình nắm tay cái bạn kia. Ok, mình đặt quả bom wifi ở đây, cam. Tụi nó không kịp đi sửa máy luôn là các bạn đủ hiểu sự bá đạo của nó quá là kinh khủng. Về nhà đến hôm nay học có 2 tiết thôi. 8 giờ rưỡi là mình về rồi. Mà phải ngồi đợi đến tận 10 rưỡi nó mới bảo trì xong. Mới mua được, rồi bây giờ mới đăng clip cho bạn cùng xem này. Khổ lắm các bạn. Cục bom wifi hết giờ nó nổ mẹ rồi. Kìa. Bóng A dáng ai đó vội vàng vụt qua nơi đây. Đâu rồi, dấu chân đâu? Đây. Đây. Chạy đi đâu? Ô, 10 giây hình như hơi lâu quá ha. Mình kéo xuống 2 giây cho nó nổ banh xác thằng này luôn. Trời ơi, thanh niên. Mình đâu cần phải đi dí đâu, mình ném bom thôi là đủ chết rồi. Cái con này nó cũng khá là giống cái cách chơi của nhân vật Mad Eye. Cho nên là cứ đứng im ném bom đi. Còn nhân vật Mad Eye đứng im thả hàng rào. Nhưng mà nhân vật này thì dễ chơi rất là nhiều. Ok, trận đấu khá là ngắn, mình sẽ làm thêm clip nữa. Làm trang phục B cho bạn cùng xem. Ok, kiếm mãi mới ra cái map thị trấn say ngủ các bạn ơi. Cái map này thì nói thật sự ra thì không biết là cái con này nó có bá đạo hay không. Nhưng mà chủ đề trang phục của Hunter với lại Survival mùa này thì sự kiện này thì thấy rằng là nó hơi hướng về xứ sở thần tiên Alice. Nghe tít tít này. Có đứa sửa máy ở đây chắc luôn. Mỹ nhân 0.25 máu. Ôi. Ném bom. Trời ơi. Mình vừa mới mở được bộ trang phục. Cái gì? Côn trùng gì của nhân vật Mad Eye ấy. Với lại cái con thằn lằn. Nó mang nghe ký hiệu con rô trong chơi bài tiến lên. Cũng không có gì hot cho lắm. Trời ơi, ném bom.
ném bom xong cứ chạy xong bom nổ bùm bùm thế này. Khá là sợ luôn, còn sợ hơn cả Hunter dí luôn á. Ok thanh niên, mình sẽ cho chị này xuống hầm. Có bom wifi này kìa các bạn. Mình không biết kỹ năng nó là gì, chỉ nhìn ký hiệu thấy nó hay hay, có cái vạch wifi mình cứ gọi là bom wifi. Nên là các bạn bảo đừng có bảo ui cái thằng này nó đọc sai đấy gì nhỉ, sai kỹ năng thì xóa mẹ game thì sao cũng được, miễn sao mọi người cùng hiểu kỹ năng nó là như thế này là được. Ôi à, lucky guy tới cứu mình, sẽ dẹp cái mộng nó luôn. Bom nổ y cell bây giờ đấy chứ đùa đâu. Trời ơi, cái thanh niên kìa. Úi dồi ôi, nổ banh xác luôn. Thằng Lucky Guy này nó sử dụng cái cây đũa thuật các bạn, phép thuật. Trời, Lucky Guy ơi là Lucky Guy. Chạy đi bạn ơi. Cái quả bom này nó có hình nổ theo chữ X nha các bạn. Hay da, thiệt là khổ quá đi mà. Cứu cũng khổ chứ đừng nói đâu. Mình thấy con mực ui dào ơi, xe tông. What the fuck. Mình thấy con mực cam ghế đã là khó chịu rồi, nhưng mà bây giờ lại có thêm một vị Hunter cam ghế như thế này nữa thì survival sống làm sao đây, sao cứu nhau được đây, trong khi bom cứ nổ bùm bùm thế này, đến khổ luôn. Ok mình sẽ sang vị trí này xem có ai không. Mỹ nhân nó gục gần đây thôi, nó không thể chạy nào, thể nào chạy xa được. Có cái bóng của hai đứa nó thị thương cho nhau hay sao ấy. Cơn gió này lùa tao vào. Đây. Trời ơi, bom nổ banh xác không kịp cho chim luôn. Chim chi đang muốn tới cứu gã may mắn. Ô gã may mắn chắc nữ công cứu rồi. Các bạn nên nhớ là cái ngón tay các bạn xoay cam thì phải cao lên một tí nhá. Mình chơi hay bấm vào cái đồng hồ lắm. Chơi Crybaby cũng vậy, toàn bấm vào cái cây thôi, trong khi là mình đang chủ động muốn xoay cam. Cứu hộ cái, vào đây mà cứu này. Ui dồi ôi, cứu cái gì nữa. Bom nổ banh xác luôn. Mỹ nhân lần này không ai tới cứu nữa đâu. Đứa nào mạo hiểm lắm mới dám tới đây cứu. Cho cậu xuống dưới ghế nhá, dưới hầm. Xuống hầm cứ trời cứu. Ok, mỹ nhân tích 5 sọ nhưng mà rất tiếc không được dùng. Đặt bom là 30 giây. Thách bố con thằng nào tới đây cứu đấy. Có ai tới cứu không? Ê, có cái bóng ai kìa. Dancer. Được rồi, mình sẽ tới hỏi xem sức khỏe Dancer. Ô, leo ván nhanh thế nhở. Dịch chuyển xuống cho lẹ thôi. Thôi, mình phải dịch chuyển thôi. Mình xuống hầm đến nơi rồi. Dancer đâu? Ơ, xuống đấy, rồi. Ui dồi ôi, chạy đi bạn ơi. Chạy đi. Dancer né hay nha. Trời ơi. Ui, né bóng hay nhở. Boom, khỏi cứu. Ủa. Ồ, easy game là đây hả? Các bạn ơi, nên mua đi. Ok, gã may mắn kìa. Đặt quả bom wifi đi cam đã. Mình có thể đặt quả bom từ xa, và chúng ta có thể kích nổ từ xa luôn nhá, không nhất thiết phải ở gần mới kích nổ được quả bom wifi. Đường đâu mà chạy nữa, bom nổ như thế này. Ui xồi ôi, đến khổ thân cái bạn Lucky Guy của tôi. Thích ra man luôn. Trận đấu này chắc chắn sẽ chiến thắng rồi, hai người lên ghế rồi, bốn người lên ghế. Wow. Và mình đang rất là mong chờ tuần sau mang con này đi rank cho nó sướng các bạn. Mang đi rank thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ có một cái cuộc chiến gọi là đẫm máu.
Và mình dám cáo với các bạn là hôm nay các bạn đi survival kiểu gì cũng gặp một đàn chim cánh cụt. Và chúc các bạn sống sót sau những cú nổ bom. Tạm biệt.